Mẹ ơi mẹ, cho con mượn điện thoại. Rồi, chờ mẹ chút. Đây nè, con chơi đi. Dạ, cảm ơn mẹ. Chơi ngoan nha, để cho mẹ làm việc chút. Dạ. Ờ, hai hộp cơm á em. Ờ, một hộp nuôi hả? Sao một lượng mấy? À, ba hả? Ok. Rồi. Dạ, lúc nghe. Ờ, 10 hộp hả? Nhỏ chút con để mẹ làm việc. Yeah. Ờ, 3 hộp hả? Rồi, 6 hộp, ok. Dạ. Em nghe Thủy ơi, hai cơm phải không? Một nuôi. Nửa tiếng nữa mới có nha bà. Nhà có một mình nè, à, làm không có kịp. Ờ. À, con ngồi con coi con chơi nha. Yeah. Mẹ đi làm cái chuyện. Rồi bây giờ mẹ đi giao hàng nghe không? Con ở nhà ngoan nghe chưa? Dạ. Ừ, đừng cho ai vô nghe chưa? Dạ. Bé Nhi. Ủa, chú là ai vậy? Ra mở cửa cho chú đi. Ủa, mà chú là ai vậy? À, chú là bạn của mẹ con. Ờ, nhưng mà mẹ con đi rồi, chứ lỡ chú qua đây làm gì vậy? À, mẹ con đang đứng ở ngoài kia, nhờ chú qua đây dắt con ra, tại vì là mẹ con đang thử mua đồ ở ngoài kia. Kêu chú qua đây dắt con qua thử đồ xem có vừa không ấy mà. Nhưng mà mẹ con nói không được mở cửa cho ai hết trơn á. À, thế để chú điện thoại cho mẹ con nha. À, chị à, em đây. Đó. À, em đang ở nhà chị nè. Vâng. Thế để em dắt cháu ra liền nha. Vâng. Đó, mẹ con nói là chú dắt con ra liền. Mẹ con mở cửa cho chú nha. À, mở. Đi nào, chú dắt ra nào, mẹ đang chờ lấy giờ đó. Sao vậy trời, cửa nẻo gì toan vua vậy? Dạ, em nghe Thảo ơi. Dạ, bữa nay em không có giao được nha chị. Em gửi người giao hàng gửi tới rồi chị xác nhận giùm em với trả phí giùm em được không? Bữa sau em bù thức ăn cho chị. Nhà có hai mẹ con à, bỏ nó đi không có được. Dạ, chị, dạ.